Cô mời các em, chúng ta cùng hoàn tất chương trình qua bài ôn tập bài hát Hola He Hola Ho và bài tập tục nhạc số 10. Cô mời các em, chúng ta cùng luyện thanh gam đô trưởng. Mời các em cùng nghe và ôn lại bài hát Hola He Hola Ho. Sẽ bước sang phần 2 là tập tục nhạc số 10. Chúng ta sẽ tìm hiểu tác giả. Nhạc sĩ Ngô Huỳnh, tên thật là Huỳnh Tấn Chữ, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1931, quê Sài Gòn, nguyên công tác tại Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh. Ông đã mất. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như Con Kênh Xanh Xanh, Trở Lại Kênh Xanh, Chị Nhung, Câu Chuyện Nàng Si Ta. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua tác phẩm tập nhạc số 10 Con Kênh Xanh Xanh. Bài nhạc viết ở nhịp 3-4, cao độ gồm các ngân nốt Đô, Đê, Mi, Fa, Son, Si. Trường độ gồm có nốt đen, nốt trắng chấm dôi, dấu nhắc lại và bài viết ở giọng đô trưởng. Chúng ta cùng nghe qua bài Con Kênh Xanh Xanh và bắt đầu tập từng câu. Cô mời các em cùng hát với giai điệu. Chúng ta sẽ hát hai lần. Tiết học của chúng ta tới đây kết thúc. Cô cảm ơn các em và chúc các em có một mùa hè vui vẻ.